đến giữa đời có xa vời, điều tôi muốn nói không nên lời, ngắm em tôi nhìn từ phía xa. Vâng, Thư Chiến xin kính chào quý anh chị ha. Tiếp tục hôm nay gửi đến quý anh chị một siêu phẩm cách biển 100m, trục đường 7m5, bên hông nhà kẹp kiệt 1m, rất là thông thoáng, chỗ cửa sổ được. Một lô đất rất là hiếm, căn nhà mới xây xong, một trệt và hai lầu, diện tích đất là 105m2, chiều ngang 5m, dài 21m. Căn nhà nằm hướng đông nam, hướng đẹp, nằm ngay sau lưng trục Nguyễn Sinh Sắc, trục Shop House. Đây là trung tâm của quận Liên Chiểu, trục đại lộ Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan là trung tâm của quận Liên Chiểu. Xung quanh đây thì 100m thì không thiếu cái gì cả quý anh chị, trường học, chợ búa vân vân, rất là nhiều. Căn nhà hôm nay chúng tôi có bảo hành cho quý anh chị 3 năm. Căn nhà mới hoàn thiện xong, xây hết đất, diện tích đất là 105m2. Tổng diện tích sàn xây dựng lên đến là 297m2. Phía bên hông này có kẹp kiệt nè. Đây là khu vực phía trước mặt tiền ngôi nhà. Ngôi nhà hôm nay thiết kế mặt tiền khá là độc đáo nha quý anh chị ha, gam màu khá là lạ. Căn nhà hôm nay thì có cái sân gara ô tô này lên đến là 6m luôn. Chúng ta để chiếc 7 chỗ vô tư ha. Và không gian căn nhà này thì có luôn cái hồ bơi cho chúng ta thư giãn. Căn nhà hôm nay thì giá bán là 8,2 tỷ, có thương lượng. Giá bán luôn luôn còn thương lượng nha quý anh chị. Khu vực sân gara ô tô chúng ta có không gian hai bên là tiểu cảnh. Đến với căn nhà hôm nay thì đây là trung tâm của quận Liên Chiểu nha quý anh chị ha. Chúng ta đi về trung tâm quận Hải Châu thì mất khoảng 5km, đi về trung tâm quận Thanh Khê thì mất khoảng 2km thôi. Mà đi ra biển thì chỉ mất 100m biển Nguyễn Tất Thành. Biển Nguyễn Tất Thành là biển trung tâm của quận Liên Chiểu ha. Ở đây trục đường 7m5, vỉa hè 4m. Căn nhà hôm nay thì công ty chúng tôi mới hoàn thiện xong. Giá bán là 8,2 tỷ. Bán để nguyên nội thất như trong video gửi đến quý anh chị đây. Không gian tầng trệt này chúng ta sẽ có phòng khách, phòng bếp, sân gara ô tô và hồ bơi, phòng xông hơi, toilet. Tầng 2 chúng ta sẽ có phòng khách và hai phòng ngủ chính. Tầng 3 chúng ta sẽ có một phòng ngủ chính, phòng thờ và sân phơi. Tất cả đã full nội thất rồi. Không gian bếp thì đầy đủ các thiết bị vật dụng. Và khu vực không gian bàn ăn 6 ghế, 8 ghế. Với căn nhà này thì phù hợp cho đại gia đình chúng ta. Có đến 3 phòng ngủ cho quý vị ha. Và khu vực hồ bơi chơi cho trẻ em, người lớn. Chúng ta có phòng xông hơi riêng,
phòng vệ sinh. Thiết kế thêm cái không gian hồ bơi này nhằm thêm cái không gian giải trí cho gia đình chúng ta. Có một trong những cái hồ bơi thì làm cho mùa hè gia đình này, dân nhà này thì khá là mát mẻ nha quý anh chị ha. Phía sau này chúng ta cũng có một lối thoát hiểm riêng nữa nha quý anh chị ha. Đây là đất quy hoạch cho nên là phía sau luôn luôn có lối thoát hiểm. Với căn nhà này thì nằm trên trục đường 75, nằm khu dân cư Nguyễn Sinh Sắc, sau lưng đường Nguyễn Sinh Sắc luôn. Nếu quý chị chúng ta đang có nhu cầu tìm mua nhà đất tại thành phố Đà Nẵng thì hãy truy cập các trang Zalo và Facebook của Nhật Tư Chiến nha. Công ty chúng tôi cập nhật rất là nhiều sản phẩm trên Zalo và Facebook cho quý chị để chúng ta tiện theo dõi, tiện tham khảo hơn nha. Căn nhà này thì diện tích khá là lớn, 105m², chiều ngang 5m, chiều dài 21m. Thiết kế các không gian rất là rộng rãi. Giá bán gửi đến quý anh chị giá bán 8.2 tỷ, vẫn còn thương lượng cho quý anh chị ha. Giá bán luôn luôn còn thương lượng. Căn nhà hôm nay nằm hướng đông nam, hướng rất là mát này. Có sân ô tô đậu thoải mái nè. Bán để nguyên nội thất, không đem thêm bất cứ cái gì ra ngoài nữa các quý anh chị ha. Từ đây mà chúng ta đi ra biển Nguyễn Tất Thành thì 100m thôi. Phù hợp cho quý anh chị nào chúng ta thích vị trí không gian gió biển mát thì căn nhà này là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta đang đứng tại khu vực không gian tầng 2 rồi. Tầng 2 chúng ta sẽ có một khoảng phòng khách nhỏ ở đây. Có sẵn bộ sofa và hai phòng ngủ chính hai bên. Nói chung căn nhà hôm nay thì diện tích khá là rộng rãi cho gia đình chúng ta để muốn sống một cuộc sống hưởng thụ ha quý anh chị. Định cư chúng ta có thể kinh doanh homestay, căn hộ vân vân. Căn phòng này thì thiết kế rộng nhất với diện tích lên đến là 60m² lận quý anh chị ha. Diện tích căn phòng này lên đến 60m² lận. Quá là rộng rãi luôn, không gian quá rộng cho chúng ta. Tất cả các đồ dùng như là tủ, quần áo này, giường, chăn ga, gối đệm đầy đủ rồi. Đây là khu vực phòng thay đồ, có hai tủ hai bên. Tủ đóng phun trần cho quý anh chị. Không gian phòng tắm và khu vực rửa mặt thì tách riêng ra. Với giá bán 8.2 tỷ thì đây là một mức giá đang khá là tốt, chúng ta vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. Quý anh chị thực sự thiện chí thì hãy đến xem trực tiếp căn nhà hôm nay. Để xem trực tiếp và chúng ta có thể thương lượng trao đổi thêm ha quý anh chị ha. Đây là một căn nhà rất xứng đáng cho quý anh chị chúng ta muốn mua một căn tại Đà Nẵng để định cư, đầu tư khá là tốt. Có thiết kế một khoảng giữa chỗ này để chúng ta có thể vừa lấy ánh sáng vừa lấy không khí. Chúng ta có thể bỏ một cái bộ bàn ghế chúng ta đọc sách, uống cà phê vân vân. Và đây là căn phòng master
căn phòng phía trước mặt tiền. Phòng này thì diện tích nhỏ hơn thưa quý vị ha, 30m², có ban công. Tất cả các tủ quần áo được đóng tủ gương. Khu vực phòng vệ sinh thì có thiết kế vách ngăn ngay chỗ khu vực tắm đứng nha quý vị. Một trong những mẫu thiết kế tiêu chuẩn hiện đại phong cách của Mỹ. Và quý vị đang xem trực tiếp trên kênh Nhà Thứ Chiến, nếu quý vị thấy video căn nhà hôm nay đẹp, dễ thương, giá tốt thì hãy để lại cho một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ Thứ Chiến nha quý vị ha. Công ty chúng tôi vẫn còn rất là nhiều căn nhà tại thành phố Đà Nẵng, nhà xây sẵn và nhà đang xây. Nếu quý vị có nhu cầu hãy gọi cho Thứ Chiến để chúng tôi dắt quý vị xem tất cả các sản phẩm nha quý vị ha. Rất là nhiều nhà tại thành phố Đà Nẵng đang xây cũng rất là nhiều. Rất là nhiều tầm giá trong vòng mà hơn 3 tỷ cho đến 7-8 tỷ thì có sẵn rất là nhiều. Quý vị chúng ta có nhu cầu hãy kết bạn Zalo hoặc Facebook Nhật Thế Chiến để tham khảo hơn nha. Tiếp tục chúng ta đang đi lên khu vực không gian tầng 3. Căn nhà hôm nay thì chúng tôi có bảo hành cho quý vị 3 năm. Căn nhà xây một trệt và hai lầu, đổ 3 sàn. Trên mái thì chúng ta có chống thấm đầy đủ rồi. Căn nhà vị trí hai mặt tiền với diện tích lên đến là 105m². Khu vực biển mà chúng ta có diện tích như thế này thì rất là hiếm nha quý vị ha. Đặc biệt là lô này chúng ta có kẹp cống nữa, làm cho căn nhà chúng ta ánh sáng đầy đủ, thông thoáng. Tiếp theo đây là căn phòng thứ ba, căn phòng cuối cùng. Căn phòng này thì diện tích trong phòng thì 40m² và có ban công phía ngoài riêng, có thể vui chơi vân vân. Tất cả các nội thất thì chúng ta được thiết kế như nhau. Mỗi phòng ngủ thì chúng ta đều có một vòng vệ sinh riêng. Từ đây mà chúng ta đi về trung tâm quận Hải Châu, đi về sân bay Đà Nẵng thì chỉ mất khoảng 10 phút nha quý anh chị. Đi ra biển Nguyễn Tất Thành thì mất 2 phút đi bộ thôi. Và muốn đi ra biển Mỹ Khê thì hơi xa một chút, biển Mỹ Khê thì chúng ta đi khoảng 8km thì mất khoảng 20 phút. Với vị trí trung tâm của quận Liên Chiểu thì khu vực này thì chúng ta cũng không thiếu cái gì cả, chúng ta mua và vào ở ngay khu dân cư dân trí. Vị trí nằm ngay sau lưng trục shop house Nguyễn Sinh Sắc luôn. Đây là một trong những khu dân cư mới, nhà lầu xe hơi, cán bộ. Khu vực này là khu vực phơi đồ để máy giặt máy sấy nha quý anh chị. Cuối cùng là bên phía này chúng ta sẽ là phòng thờ nè. Vâng, nếu quý anh chị đã cần video hôm nay nhà đẹp thì hãy để lại cho Thứ Chiến một like nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau.